Không à? Ây da, ban ngày ban mặt tấn công làm cái gì? Chắc chắn đi lạc vào trận địa của chúng ta rồi. Châu Giáo Quý, dẫn ba người đi coi thử, tránh xung đột nha. Đuổi đi là được rồi, nhờ người nhớ đó. Dạ. Bên này. Cô công chúa từ phương Bắc tên Ngô Dân Hoa, cô đừng đó rất là lợi hại. Đánh được quân mình chúng ta thấy trên trại rồi. Ông đi coi giùm chúng tôi đi. Là công chúa của nước nào vậy? Hay là để tôi đi coi thử? Được rồi, bước qua bên kia đi. Mau lên, cẩn thận. Rồi, khiêng lên đi, cẩn thận đó. Nè, cẩn thận nha, từ từ. Sống đi. Hắc Hải, do cái tên tiểu tướng hôm đó giờ đấu với phụ vương của ta ra đây để giao chiến với bản công chúa. Nếu như đánh thắng ta, ta sẽ kêu phụ vương ta thoái bình. Nếu như hắn thua, ngươi lập tức mở cửa thành ra và cho người mang rượu và lương thực tới cho chúng tôi. Tiểu tướng kia không có mặt. Công chúa Dân Hòa, trước mắt là thời kỳ đàm phán. Tại sao cô đi đến làm phiền danh trại của chúng tôi? Không lẽ phụ vương của cô là Ngô Thất, không biết nguyên tắc hay sao? Kêu cô đút đầu vào chỗ chết. Phụ vương của ta ngu muội, bị các người gạt đi đàm phán. Ông đã quen dùng thiết kỵ và cung nỏ chinh phục cường địch của chúng tôi. Ta không có nhan xin rượu và lương thực của các người đâu. Tên tiểu tướng ở trong danh trại các người võ công cao cường, đã từng những võ tướng bên cạnh của phụ vương ta. Hôm nay ta tới đây chỉ là thọ giáo với hắn thôi. Hắc Hải tướng quân, hãy kêu hắn ra quyết chiến với ta. Hey, xem đây, vị công chúa này để tướng quân Quỳnh Mãn của mình rồi, thế để tự do chiêu thần đó. Nè công chúa à, hôm nay Quỳnh Mãn không có đây. Nếu muốn tự do với hắn, ngày mai gặp tại Hậu Sơn đi. Đừng có gạt ta. Ta nghĩ Quỳnh Mãn đã sợ bản công chúa, con ruột coi đầu rút cổ. Quỳnh Mãn, ngươi nghe đây, nếu như sợ bổn công chúa, vậy là tức đi đồ hàng đi. Công chúa Dân Hoa, thôi hãy về đi. Cô bằng không bản tướng quân không khách sáo với cô đâu. Ta nghĩ Quỳnh Mãn đã sợ bản công chúa rồi đó. Sợ cô hả? Không quen thú với cô thôi, đặt cất rượu đó. Hắn biết cất rượu, vậy thiệt hay quá. Dưới tay của phụ vương ta còn thiếu thợ cất rượu. Hắn thải đại tướng quân chuyển lời lại với Quỳnh Mãn, ngày mai ta sẽ đến hẹn. Làm phiền nhiều. Thu binh hồi dinh. Cùng thiện thủ đó rồi, đừng có đụng đến cổ, để cổ đi đi. Sau khi trở về làm đầy chút nha. À, được rồi, cẩn thận nha. Cẩn thận. Quỳnh Mãn đại ca, có một cô nương rất lợi hại, tên là Dân Hoa. Không biết anh làm mất lòng cổ hồi nào, cô nói muốn tỉ giỏi với anh. Cô không làm việc chạy tới đây làm gì? Nè, Quỳnh Giả Quý hả? Ông không có quen cô ta hả? Nhưng mà cô ta lại quen ông đó. Cái đêm giờ tháng mà địch doanh, ông đánh thương phụ thân của người ta không tìm ông thanh toán lại, cái đó mới là lạ đó. Ngu Thất là cha của cổ à? Dạ phải, cổ còn nói, nghe nói anh biết cất rượu, cổ muốn bắt anh làm tử công cho phụ thân cổ. Còn không đi làm việc đi. Ê, nhưng mà cổ đã bị tướng quân đuổi đi, cổ còn hẹn ngày mai sẽ tới nữa. Ta nghĩ cô ngoài việc không hứng thú với việc cất rượu, còn cái gì cũng hứng thú. Còn không đi làm việc đi. Mở lên. Dạ, khách quan có chuyện gì? Đây là địch gia tủ hả? Không phải, địch gia tủ đó, có viết chữ nè. Mấy hôm trước ta uống mười mấy chén không sai, hôm nay uống hai chén là sai rồi. Đâu thế nào chứ? Vừa rồi uống vô ta cũng thấy lạ lắm, rượu không có mùi, mà nóng quá đi. Không có giống như địch gia tủ. Phải rồi, là rượu giả không giống mà. Địch gia tủ là rượu giả rồi. À, đúng rồi. Rồi, là rượu giả đó. Đúng rồi, chắc chắn rượu giả rồi. Đừng có gì, không phải. Không phải giả đâu. Không thể nào. Làm sao rượu giả được đây? Tôi giờ địch gia họ hàng với nhau mà, làm sao bán rượu giả được chứ, nói coi. Không tin hả? Ông thử đi. Đúng rồi, ông thử đi.
Ủa, biết con ở đây biết liền nó làm gì vậy? Nhấp gì nè? Không phải đâu, thiệt mà. Đúng rồi. Con phải đưa giả luôn nè. Đó, phải không hả? Ờ, trời ơi, giả rồi mà làm gì vậy? Đúng rồi, có phải rồi. Đúng rồi, bây giờ ông anh không biết phân biệt. Lại ra người ta đi. Tôi mình lỡ ra tới đi, mở đây. Chủ người ta đây. Tôi mình lỡ ra tới đi, mở đây. Chủ người ta đây. Rồi ông vào la đi. Đợi chút đợi tạo. Kêu chủ người ta đi. Ông Trình chưa về hả? Chưa về chuyện gì? Bên ngoài có người chơi rượu của mình. Chơi cái gì? Họ nói rượu của mình không có đúng mùi, không phải định gia tử. Đừng nói vậy. Khẳng định có những người có dụng tâm gì đó đều xấu chúng ta. Hãy nghĩ xem, địch gia của chúng ta đã được tổ rượu của rượu phù hộ, nếu không thành rượu nữa, đồ không ngon làm sao làm được. Đi, chắc lên xe hết đi. Dạ. Sơn Kỳ. Sao người lại ở đây? Người tới đây tìm ta có chuyện gì? Bạch Công Công kêu tôi tới có chút việc đó. Có phải là Bạch Công Công kêu người tới hay là tự bản thân người tới đây để hiến kế sách cho Bạch Công Công đó? Ta làm sao có biết được. Sơn Kỵ, người đã mang ân của địch gia, bây giờ lấy ân trả quán, làm những chuyện hại tới địch gia. À không, tôi không dám đâu. Vậy người tới chỗ này để làm gì? Tới thăm chị Thế Liên. Ngoài miệng thì gọi là chị, ở trong lòng có thật sự xem ta là chị hay không? Tuyệt đối là vậy mà. Cái gì mà nghĩa phụ kêu em làm thái giám, chị đã nói rất nhiều lời giùm cho em, để cho em tránh được tai họa. Chị giống như chị ruột của em, đã quan tâm tới em nhiều. Nếu nói như vậy, ta hỏi người nha, cha của người và ý kiến phá hoại địch gia tửu kia, bây giờ địch gia thế nào rồi? Con quan tâm đến địch gia, không sợ Bạch Công Công hay sao? Ta không sợ, người nói đi. Từ lúc cha của em và thuộc hạ của Bạch Công Công đổ rượu xuống giếng tới bây giờ, địch gia tới bây giờ vẫn mới tính là thần tiện giúp đỡ. Anh của em còn hăng say hơn nữa, đòi cất rượu để mà so sánh với địch gia tửu dương của địch dương đó. Danh tiếng của địch gia tửu lầu đã bị Sơn gia các người phá hủy hết rồi. Lần trước em về bày họp, nhưng mà địch dương không có trách mắng em, còn giữ lại cái mạng của em nữa. Lần này em phản đối việc của cha em làm. Thiệt sao? Thiệt mà, em mà nói láo trời đánh thánh đầm. Người em ngoan của ta, những lời người nói chỉ có thể gạt được người em thẳng thắn hai dịp của ta thôi. Hãy nói thật cho ta biết đi, ở chỗ này chỉ có một mình ta thôi. Thực sự là không thể gạt được chị. Cha của em kêu em tới hỏi xem chị có thể nào giết tủ kinh thạch tâm quý của gia đình chị cho ông ta được không. Tới khi đó em nói với ổng, chị Thế Liên tình rành ghê lắm. Ngay cả Bạch Công Công và địch dương chị còn không cho. Chuyện nào tới phiên em đây hả? Ta không có cho họ, nhưng mà cho ngươi thì sao? Chị nói chơi hoài à. Chị Thế Liên à, chị gạt em nữa hả? Ta không nói chơi đâu. Nếu như cha của người thật sự muốn lấy nó, có lẽ ta sẽ giết tiểu kinh tập tâm quyết thật sự cho ổng coi. Thật gì ạ? Thật thì không giả, chỉ sợ là cha của người có kết quả ngược lại thôi. Ôi, cho tôi lấy lại cho thần thấy cái bụi này. Quá uống vô mà học máu rồi. Kỳ cục quá vậy. Đúng rồi. Kỳ cục quá vậy hả? Ông Trần à, ông Trần, bây giờ những tiểu thương ngoại địa mua địch gia tổ của chúng ta đều đến than phiền và chất vấn về chất lượng của địch gia tổ chúng ta đó. Ủa, còn có một tiệm rượu Trấn Lợi và các nhà hàng đã chất vấn chúng ta. Bây giờ tôi nóng ruột ghê lắm. Họ cho rằng địch gia tửu bây giờ không còn ngon như xưa, vừa nóng lại không có phong cách của địch gia tửu. Nhiều người họ còn hát những bài hát độc giao ngày xưa khi mà làm rượu giả. Họ đã hát địch gia qua đầu ngon, không lên đầu. Ê, việc này là sao vậy hả? Ta cũng có nghe các tửu thường cho biết chất lượng của địch gia tửu có thay đổi rồi. Hai hôm trước Sơn Khôn có đến đây, tôi đã nêu ra, nhưng ông ấy là không có nghĩ vậy. Ông còn cho rằng có thần thủy tương trợ, không có sai trái đâu. Cái còn cho biết sau khi ông về, tới chỗ ấy bàn về cái việc bán rượu đó. Ê, địch dương vắng mặt, nó muốn làm cái gì đây? Ê,
Ông Trần, ông dạng tới rồi. Hả? Mời vào đi, mau lên. Ê, ông có ở đây nè. Dạng lão bá. Chào. Hôm nay ông tới tiệm của chúng tôi không biết có gì chỉ dạy. Hai đợt rượu mà ông mua không có vấn đề gì chứ? Còn nói nữa, hai đợt hàng lần trước đó đã có chuyện rồi. Phía Sơn Đông đang thương hiệu tất cả khách hàng cho biết địch gia tổ thay đổi chất lượng, uống không ngon nữa. Đúng rồi, bán không có được, chúng tôi nóng ruột lắm. Lần trước rượu địch giả cũng nhờ địch gia các người đến giúp chúng tôi, nhưng mà cứu mạng ra cứu mạng, rượu ra rượu. Chúng tôi là những thương buôn bán địch gia tửu. Hãy nói đi, địch gia tửu có vấn đề, chúng tôi đến đây cũng phải lên tiếng chứ, có phải vậy không? Phải như vậy, nhưng mà không phải chỉ có Sơn Đông đâu, các chỗ khác họ đều có phản ứng như vậy mà. Tôi sẽ điều tra rõ vấn đề này để cho các người có một câu trả lời thỏa đáng, được không? Ông Trần à, Đình Dương không có mặt, chúng tôi không dám làm phiền, nhưng mà dưới người ta lên tiếng, chúng tôi không đến không đúng đâu. Nói cũng đúng, tôi định xuống lò rượu để coi thử, không biết đã xảy ra vấn đề gì. Có một câu tôi không muốn nói, vấn đề này có phải xuất hiện ở tại chỗ Trần Thủy gì đó không? Ê, đừng nói bậy nói bạ vậy chứ. Có được Thần Thủy là phước địch gia rồi, sao người rủ người ta? Không sao, tôi cũng cần phải đi coi thử mới được. Được rồi, ông Trần à, Đình Dương à không có mặt, chúng tôi không làm phiền đâu, chúng tôi sẽ điều tra. Được. Ông Giang à, chúng ta không phải điều tra ra được nguyên nhân rồi hay sao? Thôi được rồi, thôi đi. Đi mau đi, nói gì nữa. Địch gia tổ uống vô nhức đầu gần chết luôn, nó là nước tiên nước thánh gì chứ. Cậu bị bà đầu vỡ quá đi, mặt quảng cáo thì dữ nhất rồi, Địch Thủy tổ là hạng nhất cả. Đúng rồi. Sao lại giết vậy? Địch gia nhiều quá đầu, làm rượu rất ngon, ngon lắm. Không, cứ lên đầu đó. Ai lại thích đức tới vậy? Mình đi. Nói đi, cùng với hai đến địch gia trấn, đứa con ở trong bụng là của người nào? Một mình ta tới đi. Một mình đến à? Hãy nói mau, đứa con trong bụng là của ai vậy? Là của ai? Nói mau. Đàn ông của ta. Cái chồng của người, cái chồng người có phải là Địch Bính hay không? Địch Bính là ai? Cái nhà người qua mặt ta có phải vậy không?